Hola, hello anh em, tôi đã quay trở lại rồi đây. Thú thực với anh em là sau khoảng 2 tuần, thực ra khoảng thời điểm này là mình đã vừa mới chạm vào PS5 sau 2 tuần về quê nghỉ Tết anh em ạ. Tức là con PS5 của mình đã đắp chiếu suốt 2 tuần liền, mình đã không được sờ đến. Đến tận bây giờ mới được sờ đến. Và hiện tại vẫn còn đang bỡ ngỡ, có mất một chút thời gian để làm quen lại con game mất. Một số cái nút thì có thể mình đã quên, sẽ học lại. Đây chính là Horizon. Phần này có lẽ là phần thứ 13 nếu mà lên sóng. Bình thường thì mình sẽ hay gọi là thu hình trước và up lên YouTube. Và thường mỗi lần mà up lên YouTube thì nó sẽ thường mất phải khoảng đến vài ngày để YouTube họ coi như là họ decode, encode cái video của mình, tại vì mình up full 4K lên mà. Nên là YouTube họ sẽ phải kiểm tra và nén lại. Thì đôi khi nó sẽ mất phải vài ba ngày. Cho nên là hiện tại mình có thói quen là cứ up vài cái clip lên chuẩn bị từ trước, từ sớm. Sau đó thì mới bắt thăm một con sóc. Rồi. Láo nào. Riêng với con game này thì như là do hệ hệ của nó là hệ ACA, cho nên khi mà chơi game thì lại nút X với nút O lại ngược nhau hay mới ghét chứ. Chúng ta đang đóng vai Aloy nhé. Mà con game này thì cũng sắp ra phần 2 rồi đấy. Phần 2 chắc chỉ vài ngày nữa là ra rồi, trong tháng 2 năm 2022 này. Anh em nào mà nhà có điều kiện thì cứ mua trải nghiệm thôi. Thực sự thì mình cũng rất muốn được trải nghiệm trước. Bởi vì dù sao nếu mà những cái gọi là gì nhỉ? Những cái streamer hàng đầu thì họ luôn là đầu tư cho những con game mới ra như thế này. Thì đương nhiên là sẽ có nhiều người xem hơn. À, mình dùng cái tên gì mà yếu thế nhỉ? Ở đấy mình dùng cái tên yếu mà sao yếu thế? Ăn đó đi. Đấy, tên khỏe là chết ngay. Nằm luôn này. Nó khỏe đấy nhỉ? Gặp 2 tuần là bọn này khỏe đấy nhỉ? Vũ khí. Cái gì đấy? Ô, ở đây có cá này. Cá phơi ở đây luôn sợ. Hồi máu thôi. Ô, con gì ấy? Hình như là một con watcher mà nó bắn được. Mình nhớ từ trước giờ con watcher nó chỉ chụp ảnh được mình thôi mà. Nôi thật. Đây thì để coi sao. Hiện tại mình đang đi theo một cái nhiệm vụ mà mình chọn là gần nhất thôi, chứ cũng chưa thể hình dung là mình đang chơi dở từ đoạn nào nữa. Đấy, anh em thấy cái dở của việc chơi chơi game mà không chơi kiểu liên tục không? Mình nhớ từ hồi còn rất nhỏ ấy, thì nói chung là game nó chưa kiểu phổ biến như bây giờ đâu, và chúng ta chưa có nhiều lựa chọn. Cho nên nhiều khi là có một con game mà cứ thế mà chơi cả tháng trời, có khi cả năm trời ấy. Còn hiện tại thì đối với cộng đồng game nó rộng, nó lớn, nhiều nhà phát hành game mà lại còn có cả các pháp sư Trung Hoa nữa, họ có những cái trò crack, riếc, cho nên là chúng ta có nhiều lựa chọn lắm. Cho nên là đôi khi đang chơi dở con game này, thấy con game kia hay hay, lại bỏ tiền ra mua, hoặc đôi khi là không bỏ tiền ra mua luôn. Tên là mạnh thật. Nhưng mà để grab thì cũng tốn rất là nhiều này.
Hình như mình nhớ là ở trong phần trước. Trong phần trước thì mình đã để dành tiền và lên được cái cung xịn rồi. Đây. Đây. Lên được cái cung xịn rồi. Và up hết được 3 cái game vào đây rồi. Ngon lành luôn rồi. Một cái là cộng lửa này. Cộng 25% đam này. Cái dưới là gì? À đây. Handling và corruption. Mình không rõ cái handling này là như nào. Chắc sau này có một cái nào mà cộng thêm đam nữa mình sẽ thay thế cái handling này. Chắc chắn. Ở đây, có một cái tím đấy. Handling 50% và 10% đam này. Ôi ngon quá. Xem có nào khác xịn hơn không. Hầu hết toàn là lửa. Ở đây cộng 28% phá giáp. Chắc mình cộng cái tím này cho ngon nhỉ. 10% đam này. Hợp lý đấy. Lên. Còn thiếu một cái tím nữa về đam nữa là ngon lành luôn. Bản đồ đâu? Bản đồ đây. Mình sẽ phải di chuyển về đây để trả quét. Hình như là đang đi làm cái quét tìm một cái nhẫn. Tìm chiếc nhẫn cho một ông già nào đấy. Phát hiện ra tôi rồi. Đứa nào đấy? Để đánh chậm thế. Đánh chậm quá. Ấy ôi, bị bọn này bắt nạt quá. Ok, hồi máu. Lút đồ, lút đồ, lút đồ, lút đồ, lút đồ. Definitely not scrap. Rồi, đi tiếp. Lại gặp bọn này ngứa tay thực sự luôn. Đó. À, nổ thêm. Không nổ thêm à? Bùm. Một cách giết quái rất là nghệ thuật. Cập khiễng à? Ơ, con gì đây? Ôi, gặp con mới rồi. Gặp con mới rồi anh em ạ. Con này nó có phá nó chặn giáp chứ, ghét thật đấy. Con này khỏe thế là đánh kiểu gì? Ủa láo này. À nó phê rồi. Thịt nó. Mày láo. Ủa bắn tên của nó vào người nó thì không biết đến bao giờ mới chết nữa. Thế nào? Chả có cái đồ đạc gì ngon lành cả. Một chú thỏ.
con đường quen quen về làng. Về làng ư? Sao cho mình đi cái đường này nhỉ? Đây, sắp đến nơi rồi đây. Chà quét. Hello. Tai em mở. Good hunting, I hope. I've brought you the boar skins and your lucky ring, Tame. All mother be praised. And you, of course. Where did you find it? Halfway down a boar's gullet. Not so lucky for the boar. I think I'll wear it around my neck from now on. Ok, xong quét rồi. Quick save phát. Ôi dồi ôi, cái quét gì mà xa thế kia. Để coi, hình như có quét nào đó gần đây, rất gần đây, mình làm luôn cho xong đi. Đây, cái quét này 500 bước này. Ừ. Yêu cầu mình phải đi explore the ruin. The ruin ở đâu? Ở đây á, xa thế. Ok. Ơ, ở đây lại có một cái quét nữa này. Trên đường đi đến đấy mình sẽ có gặp một cái thằng giao quét nữa. Đây, quét màu xanh xanh này. Để quét luôn. Sona. À, cái bà Sona đây mà. Lần trước là bà này, bà đã dẫn quân đi để trả thù cái bọn đã tập kích mình ở trong cái cuộc thi ở đầu game ạ. You can still ask, War Chief. Well, we need to harvest lance horns. They carry chill water, and their lenses have many uses also. I've already hunted lance horns. I should have the parts you seek. I'm not surprised, but I am grateful. I also need the watchtower stocked with signal arrows. Take these to Orn's tower in the south. If you would. Okay. Đã nhận quét. Đi tiếp. Game giả lập chạy bộ hả? Công nhận con game nó làm được rộng và cái môi trường xung quanh làm đẹp thật đấy. Sang phần 2 thì nghe nói là có thêm một cái, đó là cho chúng ta bơi dưới nước luôn. Mà có những con quái mới ở dưới nước luôn. Xịn chưa? Đánh nhau thôi. Quái đấy chắc yếu mà. Con game này max level hình như mình nhớ nó chỉ được khoảng 50 thì phải. Level 50 là max xứ rồi mà mình đã bây giờ chơi chưa hết được 1/5 game mà 24 rồi thì sau này chắc mình nản sớm. Ngày xưa mình hay chơi game open world, mình hay bị kiểu đấy. Chơi cày hết nhiệm vụ phụ trước, đi farm quái rất là nhiều. Xong cuối cùng mình mạnh quá, mình max level sớm quá này, cuối cùng bỏ game. Nhiều đồ thế. Might need that. Trời tối quá. Ghê không?
Nổ chết con chuột thì sợ chứ. Đây. Ơ nhặt được cái đồ gì này. Ok, một cái collectible trong game thôi. Sóc nướng, chúng ta có món sóc nướng. À đâu, cáo nướng, cáo nướng. Đây, nhiệm vụ của mình là explore cái chỗ này, không biết là có cái gì nhỉ. Có cái gì hay ho trong cái khoảng này. Chắc là chỉ trong cái nhà này thôi. Chỉ trong cái nhà này thôi. À đây, cái gì đây? You're that brave who was outcast. What are you doing here? Your friend Den told me to come find you. Why are you up there? The Sawtooth ripped our packs from us. Me. Us. Without weapons, this was the best we could manage. Thank you so much for destroying it. Now we can get home. One thing. You won't tell anyone you saw us here, will you? I didn't. At least, not your friend. Need any help getting down? We'll go back on our own. Don't take this the wrong way, but maybe we shouldn't be seen with you, or they might figure us out. Ok, tức là cái quest ngày xưa lúc mình đi ngang qua đây mình có giết hai con Sawtooth cùng một lúc ấy. Thì đã ra phải đi vào trong này và lại và tương tác ở đây luôn thì xong cái quest này. Thì cái quest này tức là đi giúp những cái người mà bị mất tích đây. Ông này cũng bị mắc trên này, bị hai con Sawtooth nó mắc ở dưới này. Và không thể xuống được. Còn bây giờ thì mình đã cứu xong rồi, quay lại chỗ cũ để trả quest. Nói chung là cũng đi qua đi lại. Game open world mà. Cứ nhận quét rồi đi làm quét, đi thu thập đồ rồi đi trả quét rồi nhận phần thưởng lại lên level. Một loạt các cái vòng lặp như vậy. Grab thêm nào. I can get out of this.
tự nhiên âm thanh nhà nó âm u ấy. Căn bản quang cảnh cũng là ban đêm nữa, rùng rợn bà ai. Nó về đến nơi rồi, return to Dan. Found your friends, you know where. They'll be back shortly. Oh, thank you. Thank you, thank you, thank you. What a relief. You won't tell anyone, will you? Relax. The matriarchs are up singing the hymn of atonement. I think you're safe. You're right. Cứu người nhưng lại phải bảo của mình là không được kể cho ai. Bữa thế. Thank you. That's not what I meant. Chắc là chỉ vì sợ mình không muốn giao du với Outcast. Nhưng mà mình làm gì còn là Outcast nữa mà. Và vẩn. Chắc sau này còn cười quét gì liên quan đến bọn này nữa. Mở ám lắm. Quét tiếp theo. Ừ. Có một cái quét rất cần đây. Level 10, 382 bước. Lại đi ngược xuống đây, ok. Let's go. Hình như là cứ mỗi một lần mà mình đi đến một cái camp nào đấy, một cái chỗ đống lửa, mình có thể cho trời nó sáng lên ấy. Chưa, bây giờ nhìn cái trời tối này ghét quá. Trời đã ghê ghê. Quân ta, quân địch đây. Chuyển cái mũi tên cho On. Tên dĩ thế. Tên là On. Ai à? Tên là Grazer à? Lại là bọn Grazer level thấp. Từ chán chả buồn đánh. On server, fight on. Cái khúc mình ui lao tận đây để đánh mình ạ. Thì vô liều thế là em ơi. Ôi, máu chiến nhà mẹ tha, không đánh thì thôi, lại còn đuổi theo dí quá. Đâu rồi, mình đang chạy theo hướng nào nhỉ? Đây. Ôi dồi, làm sao lên được đấy? À, có phải là cái chỗ mà lần trước mình leo lên nhưng mà không có gì không nhỉ? Không đúng lắm. Now they're hunting me. Đang kiểu gì đấy? Lối nào, lối nào. À đây. Đây có cái bờ tường, khó nhìn chưa? Thề không biết ai đi trước và thiết kế mấy cái dây ở đây cho mình leo không biết nữa. Đúng rồi. Trên này có người mới sợ chứ. Rồi, giao mũi tên cho cái ông này ở đây. Ông này chắc là đứng ở đây để canh
tháp canh nhưng mà. A little young to be a sentinel. You can talk. Fair. The war chief had me bring you these fire arrows. Send up a signal the moment you see anything suspicious, all right? I know, I'm young, not stupid. If they come back, just be safe. The trip down's the best part. Đơn giản vậy thôi à? Quay về Sona sau đó trèo lên cái tháp canh. Xa thế lại chạy về tận kia. Đây mình có một đoạn đu dây này. Đỡ được một ít. Tức là mình được giao nhiệm vụ đi đưa cái mũi tên cho thằng này và dặn là có cái chuyện gì bất thường thì bắn. Như kiểu bắn pháo hiệu ấy mà. Đuổi theo mình kìa. Bỏ đi rồi. Làm sao biết bơi mà bay qua đây. Ồ, đây là con Lancehorn này. Ôi, Sawtooth này. Hai con Lancehorn, một con Sawtooth. Được đấy. Đánh nhau không? Not gonna be a problem overriding that lens horn. Catching it though. Okay, 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 okay. Một hit. Chưa đâu. Một con nó để ý rồi. Leo đây, ta cho một hit nữa. Chơi kiểu lén lút để cho nó. Thế con này kêu buồn cười. I know how to override Sawtooth. Ah, Sawtooth thấy mình rồi. Lao vào đây. Lao vào đây. Vỡ hết cả mặt mũi ra trông kìa. Ăn hai quả. Ăn hai quả lửa và hai quả nổ của mình luôn. Xong phim. Khổ thân nằm một đống luôn rồi. Ôi trái được cái gì. Được cái so tốt hết. Trời sáng luôn rồi anh em ạ. Tuyệt vời. Ok. Không mất máu nào nữa chứ. Nhưng mà có vẻ những con quái về sau nó không đơn giản được như vậy. Đương nhiên rồi. Ồ, ở đây có một cái. Quick save. Ở quick save thôi chứ mình không tua được thời gian nhở. Mình nhớ là có trò nào để tua thời gian mà. Chắc là nhớ nhầm con game khác rồi. Ánh sáng đẹp vậy. Đây, mình sẽ leo lên cái tháp nào.
Ủa, leo lên kiểu gì? Alo, alo. À, cái tháp trên kia à? Ok, mình lại tưởng là hai cái tháp ở cửa này đây. Đây à? Ờ, có cái vòng vàng này. Khó nhìn thực sự. Đây. Lên. Xây cái tháp kiểu này thì ai mà lên được. Đây, Sona đây đúng không? Lấy luôn. And you brought the signal arrows to warn? Tao đưa rồi. Kind of hope he never has to use them though. We stand agreed. It is a poor war chief who has a craving for war. For now, all I ask of our braves is that they are ready. I thank you for your aid. Thế thôi à? Cảm ơn vì đã giúp. Hết quét. Hết quét, hết quét. Ok, chúng ta ngó lại cái map một chút. Xem nào. Corrupted Zone level 20 là mình có thể vào mình farm được rồi này. Chắc để bây giờ mình farm cái này luôn nhở. Map thì mở cũng khá nhiều rồi. Và mình chắc là cũng sẽ đi ui còn hai con thôn nick ở đây chưa mở này. Mấy cái này là dấu gì nhỉ? Hình như là dấu của mấy cái cauldron. Ba con thôn ếch nữa lại có ba cái map mới. Không rõ mấy cái dấu xanh xanh là gì. Để xem nào. Ừ, cái này là cauldron thật. Làm sao để mình biết được cả là cái cauldron nào là mình đã clear rồi, cái nào chưa clear nhỉ? Khó nhỉ. Mình đang ở đây á? Ừ đúng rồi. Cái quét là phải quay về đây. Map rộng quá anh ạ. Thôi rồi bây giờ mình sẽ đánh dấu chỗ này. Và mình teleport đến đây. Để clear cái corrupt zone này đi. Cái corrupted zone này là level 20 là có thể clear được rồi, mình level 24 rồi mà. À, lối nào nhỉ? Đây. 100m nữa. Chuẩn bị hết đạn dược nào. Cái nổ của mình đam 300. Cái set của mình. Ồ, cái nổ này đam to phết. Có mấy con? Hai con level 20 à? Đúng không? Mình tìm chỗ nào răng bẫy nó. Răng bẫy. Vào đây em ơi. Răng bẫy. Răng bẫy kiểu thiên lai địa võng này. Ở đây em này. Con này là cái con mà nó có hơi gió đúng không nhỉ? Ôi, bọn này đeo giáp trên người kìa. Nó. Mày chết. Mày chết. Mày. Một con. Chạy 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 chạy. Úi dồi ôi, sợ quá. Chưa có tên lửa.
bọn Corrupt này sợ lửa. Ây giời, chết rồi. Xong, còn một thằng thôi. Vào đây em ơi. Vào đây. Đi qua đây. Khốn kiếp, nó lại nhảy qua chứ nó không bay qua. Có vẻ như bọn này nó sẽ khôn, nó chỉ dính bẫy khi nào mà nó chưa đề phòng thôi. Còn khi đang đánh nhau mà mình răng bẫy ra thì chắc là bọn này nó không dính đâu. Xong. Nói chung thế cũng đúng, tại vì nó cũng logic thôi. Chứ nhìn rõ ràng bẫy mà vẫn lao vào thì đúng là dở hơi thật. May là mình đã có skin là gỡ những cái trap mà mình không dùng đến ra. Nó là hợp lý. Đâu rồi, nó chết ở đâu nhỉ? Đây. Con này là con long leg, con chân dài. Hết quét rồi anh em ạ. Chúng ta sẽ coi như là đi để mở rộng đi. Chứ bây giờ mà cứ đi làm mà phải quét con thì chắc chả biết bao giờ hết game nữa. Hết game thì rồi còn sang game mới chứ đúng không? Lại tìm được cái đồ này đây. Chắc là con game này nó sẽ bắt mình đi tìm tất cả những cái đồ ở trên bản đồ đấy thì mới lấy được cái châu phi. Nhưng mà vụ lấy châu phi thì mình sẽ lấy sau đi. Rồi. Quét của chúng ta bây giờ sẽ cho mình... Ô, ở đây có hai cái quét gì đây? Ở đây lại một cái hunting ground nữa à. Hunting ground. Ok. Nhiều thứ quá. Hunting ground này là hunting ground đầu tiên này mình chưa phá được này. Này là cái gì nhỉ? Bandit Cam chắc là phá rồi, xong rồi. À, phần trên này là phần DLC thôi, phần map mở rộng, không tính. Rồi, thì mình sẽ quick travel đến đây đi, cho nó nhanh. Xếp một phát. Rồi, return to merchant. Merchant đâu? Đây. Tiện gặp ông mày thì mình sẽ bán đồ gì luôn nhỉ? Ồ. Shadow Chip Caster. À. Hình như cái quest này là mình đã định là mua cái Shadow Chip Caster. Đây. Cho nên bây giờ khi mà đủ đồ rồi thì nó chỉ mình về lại cái ông bán cái Shadow Chip Caster này. Ha, được đấy. Rồi thì nếu mà chuyển qua cái Chip Caster này thì mình đã có thêm một cái cháp lửa nữa này. Ngon không? Không có chỗ nào để so sánh với cái chapter cũ nhỉ? Shadow Sling này vẫn thiếu đồ với cây ấy. Thôi, mình sẽ mua cái này nhá. Mua equip luôn cho lên trên này. Rồi, cảm ơn nhé. Bây giờ mình sẽ tháo đồ của thằng chip cutter cũ này ra. Chết, quên tháo ra như nào nhỉ? Đây, lắp sang bên chip cutter mới này. 160 và 250. Đây cũng 160 và 250 thôi. Thêm đam lửa thì là 160.
có 3 slot để chúng ta thêm. Ừ. Thêm về đam thì chỉ có thể thêm ở mỗi ông nổ. Ủa, cái sốc coi này được ấy. Cái này vừa cộng sốc này, vừa cộng đam này, lại vừa cộng freeze. Nếu mà có cái cháp nào free thì dùng thì ngon luôn. Đeo. Ngon quá, ngon quá. Chắc là mình sẽ lại cộng thêm cái đam này vậy thôi. Cộng đam đi. Còn cái này thì sẽ chọn một cái lửa. Đây, có vẻ như cái này là hợp lý này. Vừa cộng 24% lửa và vừa cộng thêm 6% đam nữa. Handling, mình không rõ handling này nó khác biệt gì với không có handling không. Nhưng mà thôi, cứ cộng về chỉ số đi. Còn nó dễ dùng hay không thì do người chơi thôi. Lên. Rồi, tôi có chip caster ngon rồi. Xùi, nhiều đồ thế này. Cháp lửa này, đây là cháp nổ này, còn đây là cháp điện này, còn đây là cung. Cái sau này mình có một cái nỏ nữa thì lại có 3 cái slot ở bên này nữa. Xịn vãi. Được. Sẵn tiện ở đây mình mở hòm đồ luôn, xem có gì bán. Ôi, very rare. À, được cái cung ạ. Ơ, áo à? Lại cái cung nữa. Ôi, đây là mấy hòm đồ ở đâu mà nhiều đồ ngon nhỉ? Lấy hết. Vãi trong cái túi có hòn đá nữa, bó tay. Lấy hết. Rồi. Nhiều modify quá nhỉ. Cung mà 2 slot này thì để làm gì, bán đi thôi. 2 cái áo mới cũng chỉ có 2 slot à. Áo mình đang mặc là áo thiên về bộ này có 1 slot nữa chứ. Cái bộ này trông chán đời đấy. Nói chung không xịn bằng áo mình đang mặc đâu. Bán bớt outfit như nào. Bán bớt weapon luôn. Rồi. Bán bớt modify đi này. Bán được resource. À đây, resource đây. Nhiều thứ quá. Ôi trời ơi. Sắp full resource mất rồi. Đây, mấy cái này bán được này. Mấy cái đồ vớ vẩn này bán đi. Nhiều thứ linh tinh quá, chắc mất rất nhiều thời gian đấy. Thôi để lúc sau khác nhé, mình sẽ dọn dẹp sau. Bây giờ mình sẽ tìm một cái quest mới. Nói chung là đi quest chính đi. Bây giờ chỉ có thể đi quest chính thì nó mới ra được những cái quest mới thôi chứ còn. Nào, đi quest chính. Quest chính sẽ dẫn chúng ta đi đến thẳng cái bờ bên này. Đấy. Những cái chỗ mà còn chưa mở map đây này.
Ok, đồng ý. Đi mở map nào. Ủa, à, kia là vẫn là cái con Thunderjaw ở ngay chỗ này. Sau này không biết level bao nhiêu mình mới đánh được nó đây. Nhìn cũng ghê phết, bây giờ chiêu nó cắn cho chạy rẽ đất. Con này hình như là khủng nhất con game này rồi thì sao ấy, anh em ạ. Xa quá, không scan được. Ủa, bây giờ làm sao đi xuống dưới đây? Không có lối nào đứng dây dưới nhỉ? Ôi, đừng. Đừng nên làm thế. À đây, lối đây. Mình rất thích cái, gọi là cái gì nhỉ? Cái môi trường ở cái không gian này kiểu nó hoang mạc như này nhá, rất là phù hợp với một cái con game kiểu open world mà đi nhặt nhạnh hay là scavenger ấy, đi loot đồ. Một cái màu vàng giống như hoang mạc. Ôi đấy có mấy cây giống cây dừa này, cây dừa hay cây cọ anh em nhỉ. Đây là vùng đất của bọn Broadhead. Là con này à? Con gì kêu ấy? Ờ, Broadhead là bọn này thật. Hai con. Nằm xuống. Hình như mình đang có quá nhiều cành cây rồi, không cần nhặt thêm nữa đâu. Đây, 2 là 10, 2 là 10 là 4 slot rồi, 1000 cành cây rồi. Tức là mỗi slot thì sẽ giữ được 250 thôi. Đây. Đây sẽ là chỗ đi xa nhất từ trước đến giờ mà mình đã đi đây. Lại đi đến vùng đất mới thôi. Vùng đất này có vẻ giống như một cái vùng đất kiểu khí hậu nó nhiệt đới. Không còn là hoang mạc, sa mạc nữa. Đi sâu vào vùng đất của bọn người Kaza. Tộc người Kaza. Tộc bọn Kaza đấy sẽ như này. Ăn mặc kiểu như này. Nể mấy ông thiết kế map thật. Bọn nó chào mình đấy. Tiếp như muốn đánh nhau vậy. Go to Meridian. Meridian là hình như là cái địa danh mà là một cái nơi trung tâm thương mại thì phải. Theo như mình nhớ ở những cái phần trước mình đã chơi thì một ông NPC nói cho mình biết là Meridian này là nó giống như một cái nơi các thương gia đến để trao đổi hàng hóa các kiểu. Cây dương xỉ đẹp chưa? Couldn't imagine living anywhere else. Meridian Village. Đây. Đến nơi rồi. Thêm một campfire nữa. Ok. Oh, cái làng này trông buồn cười thế. Nhìn sơ qua thì có vẻ giống một cái làng chài, mặc dù gần đây chả có biển gì cả. This is outrageous. We're loyal citizens. How long do we have to wait? What am I supposed to do? Just sit here and let everything stay? Một ông thương gia mới để xem ông có bán những cái đồ xịn hơn những cái đồ trước giờ mình có không. Ôi, có này. Có này. Trước thì mình
mong là có con này, nhưng bây giờ có con xịn hơn rồi này. Con này sẽ có băng, sét và lửa. Thế còn con này, ồ, con này có cái gì ấy, đạn nổ, đạn âm thanh với đạn gì ấy mình không rõ lắm luôn. Nhưng mà có vẻ băng, sét và lửa sẽ hợp hơn con này, chứ con này chỉ bắn đạn nổ thôi. Đây, con này chỉ bắn đạn nổ, còn con này bắn băng, sét và lửa nhưng đam yếu. Thế có vẻ con bắn đạn nổ này ngon hơn à? À đây, cuối cùng thì nó cũng bán spear, đúng không? Đây là cái spear đúng không? À đâu? Đây không phải là spear đâu, đây là cái gì? Đây là một cái súng, mình cứ tưởng là nó bán spear cơ. Đây là súng thôi. Khi nào thì mình cũng có spear nhỉ? Rattler. Thế bây giờ mình mua luôn cái này nhỉ? Tại vì cũng đủ tiền rồi mà. Mua luôn. Equip vào slot bên này. Đó, thế là tôi có đồ chơi nhá. Quên. Đây chứ. Dùng thử luôn. Đây là bom dính này. Tức là nó sẽ bắn dính vào người của quái này, sau đó nó mới nổ. À, ok, nghe cũng hay đấy. Còn đây là bom nổ luôn rồi này. Còn đây. Cái này là cái gì? Every minute I'm stuck here causing good charts. Đây là gì? Proximity bomb. Có vẻ như là quả bom này chỉ để đánh lạc hướng thôi. Hai cái bom này là gây đam chính. À, không phải đánh lạc hướng đâu. Nhưng mà kiểu đặt bom thì phải. Nếu mà quá nó đi vào cái quả bom đấy thì nó sẽ nổ. Kinh ngại. Nhiều vũ khí quá anh em ạ. Nhưng mà cái sticky bomb này có vẻ hay này. Mỗi tội là hơi ít nhở, hơi ít đạn nhở. Every minute I'm stuck here costs me good shards. Rồi, có vũ khí rồi, đi tiếp. Khiếp. Mấy ông chào gớm. Mình vừa mới nhận ra là chúng ta chưa có cover ảnh cho cái phần này. Cho nên mình sẽ đứng đây chụp ảnh luôn. Ha ha ha. Ở đây nó không cho mình điều khiển camera control này. Thế thì chú làm sao được? Chắc là cái vùng này nó rộng quá. Có những cái vùng mình sẽ không thể tự do điều chỉnh được camera. Nó bảo mình dừng lại. Right there. In light of the recent attack, no stranger passes into Meridian without submitting to search. Recent attack? What are you talking about? Vừa có một vụ tấn công ở đây. Vanguards, of course, ambushed by Shadow Carja forces in Redridge Pass. Ursa. You mean Erend's sister is dead? How would you know his name? I know Erend. Summon him. I need to speak to him. Ha. Huh. I doubt that Erend, the new captain of the Vanguard, a man in grief, is going to waste his time on a grimy outlander. Aloy, you're alive. I thought you were dead. Make way. Erend đây. All the way to Meridian just to see me. Have you been drinking? Not really. A little. So you're alive. This we should celebrate. The drink's on me. We need to talk alone, and you need to pull it together. Over there. So you approve? Of course I approve. From now on, she may come and go from this city as she pleases. As you wish, sir. There, alone as you asked. And what did you want to tell me? Tại sao tôi đây? A lot has happened since we last spoke. The proving was cái lần đầu tiên gặp mặt ông này là trong cái cuộc thi The Proving đấy, mà bây giờ Aloy đang kể lại tất cả.
Some of your braves came back, said most of the contestants were dead. I've never heard such a wail of grief as the sound that rose up from your people. How did you survive? How I survived is less important than how I was targeted. Targeted? What do you mean? The killers came for me because of Olin. What are you talking about? That doesn't make sense. Olin, Olin là cái ông mà cũng có cái focus. I need to find Olin. I need to know what he knows. Đeo ở tai ấy, giống Aloy. He's a friend. No, he's a traitor. Hắn ta chính là kẻ phản bội. Or what they want, but I do know that Olin is working with them. Và Olin là đang làm việc với bọn đó. This... I don't need you to understand, Erend. I just need you to take me to him. He's not here. He went scrounging for scrap and relics days ago. It could be anywhere. Are there any places he frequents? Places he returns to? A house. Here in Meridian. Okay, then take me there. I need to search it. I guess. As long as I'm there to witness the search. I heard what happened to Ursa. I'm sorry. I know she was special to you. Special to me? Special to everyone. She always knew what to do. She bossed everyone around. She kept me in line. Now I'm supposed to fill her shoes. And instead, here I am, stumbling around in them. Một vài lời khuyên. Tôi cũng đã từng mất mát. I lost someone too. At the proving, the man who raised me. His name was Rost. That's terrible. Why is it every time something terrible happens, everyone else tells you the worst thing that ever happened to them, as though that makes it easier? Yeah. Why is cái ông này hình như mình nhớ là trong trailer của phần 2 cũng sẽ something you wanted to tell me? Vẫn xuất hiện. Đấy, spoil nhẹ cho anh em, tức là ông này sẽ không chết đâu mà sẽ cùng mình. I need to see Olin's place. Trong phần 2. Okay, okay. Come on. Phần 2 thì có ra trên cả PS4 lẫn PS5 đấy. Nếu mà pre-order bây giờ thì nó vẫn giá như bình thường thôi, $60 cho một game trên PS4 và $70 cho một game trên PS5 anh em ạ. Quy ra tiền Việt thì nó đâu đó khoảng 1,5 triệu. 1,5 triệu. Là một con số khá là căng đấy. À, hiện tại thì mình theo dõi thời lượng cũng sắp hết 1 tiếng rồi. Không biết là gần đây có chỗ nào để mình xếp không đây. Hey, come back. Olin's place is this way. Không thì mình sẽ phải dừng clip luôn ở đây, mình sẽ xếp ở chỗ khác vậy. Ok, hẹn gặp anh em trong clip tiếp theo nhé. Bye bye.